Hello Vansha, xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại Vansha trong cái bản tin của buổi trưa ngày hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2022 Thì hôm nay Vansha sẽ chia sẻ cho quý vị cái thông tin đó là à, quý vị sẽ có thể nhận được những cái khoản tiền thuế ít hơn năm 2022 vào cái file tax return 2021 vào ngày bắt đầu là 24 tháng 1 tới thì uh, IS họ vừa thông báo ngày hôm qua rồi là họ sẽ chuyển cái ngày khai thuế sớm hơn của đợt trước. Ví dụ như năm trước quý vị khai thuế là vào ngày uh, uh, giữa tháng tháng 2 thì năm nay họ khai sớm hơn 2 tuần là vào ngày 24 tháng 1 là quý vị sẽ bắt đầu cái mùa khai thuế của quý vị nha. Thì họ đưa ra cái ba uh, cái bài báo. Một cái bài báo là những ai sẽ nhận được tiền refund ít hơn năm ngoái Và những ai sẽ nhận được nhiều hơn Một cái bài báo thì họ nói là Tại sao quý vị lại phải khai thuế sớm Có những cái lợi thế gì Thì bán giả sẽ chia sẻ cho quý vị nha Thì cái thứ nhất là họ chia sẻ qua cái lịch trình khai thuế Thì bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 này Sau đấy thì quý vị sẽ Ai mà muốn Uh, extension cái thời gian khai thuế của quý vị ra thì cái deadline của năm nay là ngày 18 tháng 4 thì vào cái ngày 18 tháng 4 đó nếu quý vị chưa có khai thuế được thì quý vị có thể uh, extend uh, có nghĩa là yêu cầu gia hạn cái thời gian nộp thuế của quý vị tại vì nó có cái thời gian gia hạn được đưa ra là extension đó là vào ngày 17 tháng 10 năm 2022 đó thì những ai mà muốn extension thì quý vị cũng có cái deadline ngày 18 tháng 4 nha, còn ai mà không có muốn extension thì cứ trước đến 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 cái, cái cái ngày ngày 18 tháng 4 là quý vị phải khai thuế thì sẽ không có bị gặp phải những cái trở ngại nào. Và tại sao chúng ta lại cần phải khai thuế sớm trong cái năm nay và nó không giống như cái năm ngoái là phải chờ đợi mong ngóng. Thì cái năm ngoái quý vị thừa biết là À, quý vị sẽ, sẽ sẽ phải chờ xem là ồ xem mình có được cái chương trình này ở trong cái gói cứu trợ này hay không hay là mình có được cái chương trình kia ở trong cái gói cứu trợ kia hay không để mình còn biết đường mà file thách return thì mình mới được nhận thế nhưng mà cái năm nay thì nó chả còn cái lý do gì để cho quý vị uh, uh, phải chờ đợi cả tại vì còn chưa biết có cái gói nào nó sẽ ra đời nữa hay không. Nhưng mà có rất nhiều cái quyền lợi của cái năm cũ mà có thể quý vị còn chưa được nhận hoặc nhận chưa đầy đủ thì cái năm nay quý vị sẽ được nhận sớm. Thế vậy thì tại sao chúng ta lại không khai không phai thách sớm để chúng ta nhận những cái khoản tiền đó thì đấy là một trong những cái lý do vô cùng quan trọng mà để cho mọi người có cái sự thu xếp khi đã nhận đủ tất cả các cái loại giấy tờ sẵn sàng để phai thách return 2021 vào cái ngày bắt đầu là 24 tháng 1 này thì hãy làm sớm nhất có thể. É, que vi... Uh, cứ đầy đủ hồ sơ chứ đừng có bị thiếu khi mà đã chưa nhận được tất cả ví dụ ai tiến thất nghiệp còn chưa nhận được form thì thục cứ phải chờ đầy đủ các form rồi mới file quý vị nha còn chưa có nhận được mà đi khai thuế mà nó còn thiếu thì sau này bổ sung nó còn bị lâu hơn là khi mà quý vị làm từ ban đầu cho nên là nhớ là quý vị sẽ uh, giấy tờ cái hôm trước em đưa ra năm cái tip chuẩn bị hồ sơ cho quý vị đó rồi chọn cái phương thức khai thuế thì năm nay họ cũng đưa ra là hãy chọn cái phương thức bằng uh, khai thuế khai điện tử thì nó sẽ nhanh hơn về tiền deposit vào nhà băng direct thì nó sẽ nhanh hơn là quý vị khai bằng paper check và khai bằng hồ sơ giấy đó, rồi gửi qua bưu điện rất là lâu rồi nhận bằng paper check nó cũng rất là lâu đó quý vị đó là những cái quan trọng trong cái mùa thuế năm nay và một cái điều nữa uh, cái số tiền mà quý vị có thể nhận được và có người nhận ít hơn có người nhận nhiều hơn thì tại sao lại là như vậy thì đây là cái bài báo mà họ vừa mới đăng lên là để mà cho những cái người nào mà quý vị khỏi phải bất ngờ khi mà quý vị có những cái khoản tiền thách uh, refund ít hơn của năm ngoái. Thực ra thì quý vị cũng nhận rồi nhưng mà họ ghi cái từ là nhận ít hơn nó trong cái hồ sơ để để cho quý vị đỡ bỡ ngỡ thôi. Đó chính là những cái khoản mà quý vị đã nhận trên cái chương trình trao thách credit có nghĩa là cái chương trình tín dụng của trẻ em đó. Gia đình nào mà có tín dụng của trẻ em thì như chúng ta đã biết là chúng ta đã nhận 6 tháng rồi cho nên là trong cái nửa đầu Uh, trong cái cuối tháng này khi mà quý vị file tax return thì những ai mà đã nhận các của các con rồi Thì quý vị sẽ chỉ còn nhận lại 6 tháng này thôi Có nghĩa là một em mà dưới uh, 18 tuổi thì chỉ được nhận là 1.500 Và một em mà dưới 6 tuổi thì chỉ được nhận là 1.800 Còn lại cái chương trình những cái năm cũ quý vị nhận là chương trình additional đó là nó chỉ là được lên tới 2 000 đó. Thế nhưng bây giờ thì cái chương trình ba ngàn sáu và ba ngàn này nếu như nhận tổng cộng vào thì nó nhiều hơn hai ngàn nhiều chứ. Thế nhưng mà vì đã nhận một nửa rồi, cho nên là cái trong cái hồ sơ thì phân của quý vị nó sẽ bị giảm đi. Đó là cái lý do những người sẽ bị nhận giảm là quý vị đã nhận một nửa rồi. Thực ra là quý vị cũng sẽ biết cái vấn đề này thôi nhưng mà nhiều khi sở thuế họ vẫn phải đưa ra is họ vẫn phải đưa ra cái thông báo như vậy để cho mọi người đỡ bỡ ngỡ tại vì nhiều khi quý vị bảo là ồ oh, năm ngoái cái tax refund của mình cả một cái hồ sơ thuế sau khi khai thuế mình được cả mớ tiền nhiều hơn cái này bao nhiêu cơ mà sao hôm năm nay nó lại được ít như vậy thì quý vị nhớ là phải trừ đi đã nhận 6 tháng cái chương trình trao tax credit rồi ctc đó thì thành ra là bây giờ mình sẽ nhận ít hơn đó là cái lý do nha còn những cái người mà nhận nhiều hơn thì là những cái người nào thì quý vị thấy này những gia đình nào mà có con em của quý vị là à, dưới 13 tuổi Ở trong cái chương trình Child Care Đó, cái chương trình mà à, Được chi tiêu cho những cái vấn đề Của con cái dưới 13 Và những người phụ thuộc ngoài khả năng, khả năng làm việc Nằm trong hồ sơ của quý vị không bị mất khả năng làm việc đó Mà những người phụ thuộc Ở trong cái hồ sơ của quý vị Và những cái em mà quý vị, con của quý vị dưới 13 tuổi Mà quý vị phải chăm sóc ở ngoài giờ học, đó có nghĩa là ngoài cái giờ trường học ra mà quý vị phải trả những cái khoản chi phí mà họ cho tối đa lên 16.000 đô la một năm. Và được nhận maximum là 50% của cái khoản chi phí đó, có nghĩa là được nhận tối đa lên tới 8.000, đó. Thì cái chương trình này, à, những người nào và gia đình nào có cái chương trình này thì sẽ phải điền cái form 1441 đó. À, rồi quý vị sẽ file ra và quý vị phải để ý là ai đủ điều kiện trông con cho quý vị không nằm trong hồ sơ phụ thuộc thuế của quý vị là một không phải anh chị em trông nhau là hai già ba mẹ thì phải nằm ngoài hồ sơ của quý vị thì mới được đó rồi hình thức trả tiền phải có chứng minh bằng chứng ví dụ trả bằng check là tốt nhất còn nếu bằng cash người ta dùng cái từ là under table là cái tiền uh, rất là high risk có nghĩa là cái sự rủi ro cao lắm không có biết là được sẽ quý vị sẽ nhận được cái chương trình này hay không nếu như quý vị trả tiền cho cái người housekeeping đó hay là BBC giờ đó bằng cái pay, à bằng cái tiền mặt nha quý vị nha. Đó thì họ cũng nói qua về những cái trường hợp như vậy và những cái trường hợp mà gia đình có cái chương trình trao khe như vậy thì sẽ được nhận lên tới cái refund nó sẽ bigger, có nghĩa là quý vị sẽ được nhận tối đa lên tới 8 ngàn đó. Đó thì đây là họ cũng viết chi tiết này cho những cái chương trình như vậy ngày xưa thì cái chương trình đó nó cũng vẫn có chứ không phải là không có nhưng nó chỉ có tối đa là 3 ngàn thôi. Đó nhưng bây giờ thì nó đã lên tối đa lên tới 8 ngàn Là cho một trẻ em nha quý vị nha Chứ không phải là cho tổng cả một hồ sơ của cả gia đình Đó thì maximum của một em Là được lên tới 8 ngàn mà quý vị sẽ nhận được Có nghĩa là cái chi tiêu của mình Nó lên tới cái mức là 16 ngàn Thì mình mới nhận được cái maximum là 8 ngàn Chứ cái chi tiêu của mình nó không có lên được cái mức đấy Thì mình sẽ không có nhận được maximum như vậy Và phải dựa vào cái income nữa Income là dưới 125 ngàn đó Thì mới nhận được cái maximum Còn từ 125 ngàn mà đến Bao nhiêu là sẽ giảm dần còn một còn được có 20% của cái số tiền đó thôi. Đó rồi dần dần là hết không có đủ tiêu chuẩn nó phải dựa vào cả income nữa nha quý vị. <laughs> đó thì là cái những người sẽ nhận được cái refund bigger là những người đó nữa. Tiếp theo <cười> <cười> Ôi, xin lỗi thầy nhà. Cũng hỏng hơi. Tiếp theo thì là những quý vị mà có con sinh năm 2021 Đây là cái trường hợp mà quý vị cũng sẽ nhận được cái tấm trách khổng lồ hơn với những cái người khác đó Người ta dùng là a big refund với parent with a child born in 2021 đó là những cái quý vị như vậy và những người mà còn bị thiếu cái steel là check đó mà trước kia income của quý vị nó bị big rồi nhưng mà bây giờ file tax return ra <laughs> thì cái income nó lại nhỏ hơn Và lại được full cái tấm check chẳng hạn Thì quý vị sẽ những cái dependent đó sẽ được cộng thêm Ví dụ như trước kia chỉ được nhận 700 trong 1.400 Của stimulus check uh, uh, Tấm check chính phủ cho quý vị đó Thì bây giờ sau khi file tax return Của năm 2021 này quý vị income lại nhỏ hơn chẳng hạn và nhận được đủ full cái tấm trách đó thì những cái phần plus extra fan đó nó sẽ được cộng dồn vào cho những cái em đó nhưng mà quý vị nhớ một điều văn đã nói rất nhiều với những quý vị rồi là đi khai thuế đó là phải nhớ claim vào cái dòng recovery rebate thì mới nhận được của các con năm 2021 cộng với của các em mà các dependent mà còn chưa nhận đủ với cái incom trước kia cao hơn và năm nay thì income thấp hơn ví dụ như vậy thì quý vị nhớ là phải tích vào cái dòng 30 đó là có cái mục recovery refund thì quý vị cái đấy mới là cái mới là check để cộng thêm cho gia đình có con sinh năm 2021 cũng như là những cái dependent còn lại những cái extra thêm gọi là plus job á thì quý vị phải lên thì mới được đó. Thì đấy là cái khoản tiền không phải là nhỏ, nó rất là nhiều luôn. Ví dụ như là có một em mà sinh năm 2021 thì cái chai thách của quý vị nó là bao nhiêu? Nó sẽ là 3.600 cộng với 1.400, có nghĩa là quý vị sẽ được nhận lên tới 5 ngàn Đó, có nghĩa là tự dưng mình được thêm 5 ngàn Với cái điều kiện là gia đình nhà mình Có một em bé sinh vào năm 2021 Mà trước kia thì chưa nhận được cái chương trình gì hết Đó, thì coi như là nhận được tấm trách 1.400 cộng thêm 3.600 nữa Là tự dưng cái khoản Refund của trong cái hồ sơ của quý vị Nó lên với cái mức độ khổng lồ Tự dưng được thêm 5 ngàn cho một cái em đó đó cho nên là những ai mà sinh con trong năm 2021 đó, là năm nay đi file tax return là khổng lồ luôn nhưng mà quý vị nhớ là phải trong cái income nha cái limit income đó để nhận những cái tấm check thì cũng vậy gia đình quý vị phải là đủ điều kiện single dưới 75 cặp vợ chồng mình dưới 150 thì mới nhận được full và head of household thì là 112.500 trở xuống đó, thì đấy trên đây là toàn bộ những cái điều mà năm nay quý vị nên phai thách sớm là vì vậy để cho quý vị được nhận những cái khoản tiền này uh, họ giải quyết cho hồ sơ quý vị sớm hơn và nhận được sớm thì tất nhiên ai chẳng mong nhận tiền sớm hơn chứ ai muốn mà uh, phai thách thật là trễ rồi cuối cùng họ cũng delay, họ còn làm nhiều hồ sơ, xong một dịch nữa, thiếu nhân lực nhân viên, rồi họ ỉ lại rồi khéo khi đến cuối năm 2022 quý vị còn chưa nhận được các cái gì phân đó thì có phải là thiệt thòi cho mình khi mình không có phai thách sớm không đó thì đấy là những cái điều mà Vasa chia sẻ cho quý vị qua trong cái video này còn lại những cái chi tiết nào quý vị muốn biết thêm ví dụ như công thức tính EITC đấy lại còn EITC nữa chứ năm nay còn được hưởng nhiều 30 tiểu bang đó là có chương trình EITC tiểu bang nhưng mà cái này thì phải income thật là thấp thì mới được chứ không phải ai cũng được quý vị nha. Thì hôm nào nếu quý vị nào mà muốn cách tính thì bán xà sẽ làm ví dụ ở California cho quý vị coi tại vì em đã làm cho rất nhiều người rồi để xem mình có đủ điều kiện được hay không tại vì bắt buộc phải có earn income thì mới được. Đó. Rồi bán xà xin dừng cái video tại đây và nếu quý vị còn những cái thắc mắc gì về vấn đề thuế má các thứ thì quý vị cứ comment bán xà nó sẽ chia sẻ những cái đường link ở trên trang IIS. Quý vị cứ vào IIS đã có đó là quý vị không có một cái form nào nó không có luôn. Ví dụ bây giờ có cái chương trình 10.000 uh, uh, test vượt quá mức 10.000 mà muốn điền một cái form 8300 mà không biết là cái form nó như thế nào ấy vào đó gõ 8300 uh, Guide là tự dưng nó, nó ra một đống luôn cho quý vị đây nè đó rồi họ sẽ hướng dẫn quý vị điền từng chút một luôn đấy chứ không có phải lo là mình đó payment cho tất cả những cái chương trình này đó, đây là những cái người mà nằm ở trong những cái chương trình ngày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Đó, 11 cái chương mục là cho những cái người mà ở trong cái két 10.000 có cái số tiền mà bị vượt quá khi mà mình cho vào trong nhà băng ấy, số tiền cash của mình đó đó gọi là report cash payment cái form đấy gọi là cái form để mà báo cáo cái tiền mặt khi mà quý vị nằm ở trong những cái mục như thế này loan cho vay cũng có này rồi good sell and good service cũng có luôn này sell and good service mà hôm trước có form 199k đó nhưng mà bây giờ quý vị những cái tiền đó quý vị cũng làm ở dịch vụ đấy nhưng mà không có trả qua những cái app đó thì bằng tiền mặt ở bên ngoài trao bằng tay cho nhau đó rồi nó lên con số cao đến hơn 10 000 ờ, trong cái đợt quý vị gửi vào nhà băng thì quý vị phải khai báo ra cái tờ cái form này đó rồi kể cả escrow trong những cái vấn đề về nhà đất các thứ này cũng có luôn này rồi những cái vấn đề nợ của quý vị này rồi những cái chương trình purchase uh, uh, trả tiền uh, vay rồi uh, bên uh, mua bên 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 uh, nhà đất property đó quý vị rồi personal property nữa này rồi thì ôi nó nhiều lắm Đây cái chỗ này quý vị nếu mà quý vị muốn dịch sang tiếng việt đó chứ quý vị bấm luôn sang tiếng việt nó có cả tiếng việt cho quý vị nhìn luôn này đó. Đổi tiền mặt này cho thuê bất động sản này Bán tài sản vô hình này Bán bất động sản này Bán hàng hóa và dịch vụ là cái Wood and Service đó Rồi thực hiện hoàn trả khoản vay Chi phí bồi thường Mua công cụ thỏa thuận Rồi các thanh toán nợ có từ trước Nói chung tất cả những cái khoản này Bao gồm cả cá nhân cho đến công ty Cho đến doanh nghiệp các thứ Thì đều điền vào cái biểu mẫu 8300 này Để mà report cho họ thôi Chứ họ không có bắt quý vị Uh, đóng thuế đâu uh, Họ sẽ chỉ xem xét những cái mục khoản nào mà cần phải đóng thuế thì mới phải đóng Còn không họ chỉ là cái báo cáo để biết cái history thôi Còn những cái khoản mục đấy mà quý vị đã đóng thuế rồi chẳng hạn Mặc dù là két nhưng mà mình cũng đã có những cái chương mục mình phai thách rồi Thì không có lo về cái vấn đề đó quý vị nhỉ Đó, đây này, toàn bộ những cái câu hỏi về cái form 8300 người ta cũng cho vào đây hết Quý vị hỏi bất kể một cái câu hỏi gì thì quý vị vào bấm vào đây để quý vị hỏi đây là toàn bộ những cái những cái người mà nó cho tiền mặt vào trong nhà băng mà nó lên tới uh, uh, 10 trên over 10 ngàn đó thì quý vị uh, vào cái form này. Đó, còn không thì uh, không cần đâu quý vị ơi. Đấy cái form nó như thế này, 8300 này. Đó, 8300. Trời ơi em chả bao giờ em khai cái form này cả mà có những năm cũng cho vào nhà băng cũng lên tới hơn 10 ngàn đó quý vị ơi. <laughs> mà chả bao giờ file luôn đó quý vị ơi. Tại vì là mình đâu có mình tiền mình toàn là tiền 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 trong sáng à, tiền đóng thuế rồi à, kể cả tiền mặt bên ngoài cũng nhận của người nọ người kia cũng kiểu vay mượn các kiểu rồi cũng nói chung nhiều hình thức đó. Thành ra kể cả họ có review, họ có audit đi chăng nữa mình cũng chả có lo, mình cũng chả có sợ cho nên là vé xả. À, mặc dù là trong vòng cả năm á nhưng mà thường là quý vị trong vòng 15 ngày là quý vị có cái khoản mà trên 10 000 thì quý vị mới file những cái form như này thôi chứ còn lẹ tẻ mà rộng ra cả 12 tháng trời à, IS nó không có nó không có audit đâu em không biết là sau này nó có audit hay không nhưng mà hiện tại như vã xá năm ngoái năm kia em đâu có thấy họ audit gì hồ sơ của mình đâu à, còn lại là trong những cái lần mà mình gửi ngay lập tức luôn đó thì cái form này họ cũng sẽ làm cho mình mà thì không biết là bây giờ họ bắt mình làm chứ trước kia là em thấy họ làm cho mình đó Ok bánà xin dừng cái video tại đây nha về cái phần kết này quý vị đừng có lo lắng quá nha cái form này uh, mình thấy hình như là bên uh, chắc là tại nhà nhà văn xà có CPA riêng hay sao cho nên là có cái vấn đề gì họ làm hết à cho nên mình không có kè thì cái form này đối với mình là nó không có ý nghĩa gì luôn chắc họ tự làm hết cho mình hẹn gặp lại quý vị chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe may mắn và bình an Bye bye